Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ thiên tuế nha nha. Củ này có mã số là 27 nha, mã số 27. Củ cao là 20. Đường kính hoành củ là 66 nha. Đường kính thì cũng tầm 20 đó cả nhà. Đường kính cũng tầm 20. Đây. Bầu đất hiện tại là 33. Bầu đất hiện tại 33 nha. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship. Sau khi trừ hết chi phí thì còn lại bao nhiêu là mình góp vào quỹ giúp đỡ học sinh nghèo nha. Góp vào quỹ khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo. Thì cây này là được một mạnh thường quân ủng hộ giao lưu, trừ hết chi phí còn lại bao nhiêu thì sẽ đưa vào quỹ khuyến học giúp đỡ học sinh khó khăn nha. Mình xin giao lưu là 400k bao ship luôn. Còn nếu mà ai muốn rước ở cái mức nào nữa thì mình có thể tự do nha, thoải mái. Nói chung là còn được bao nhiêu thì mình sẽ giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn bấy nhiêu thôi. Mã số 27 nha. Củ này khá là tròn, đẹp. Lá xanh tốt luôn. Nói chung củ này thì đã sống lâu rồi. Nó đã thùng chậu rồi. Sơn mới rút ra khỏi chậu thôi. Rồi nhà vườn xin qua củ này luôn nha.